Lần đầu tiên sau hơn 40 ngày, Việt Nam không có ca bệnh Covid-19 mới trong 2 ngày liên tiếp. Tỉnh Hậu Giang tiếp tục duy trì 35 trạm kiểm soát để phòng tránh dịch Covid-19. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, nhiều địa phương thay đổi kế hoạch thi vào lớp 10. Xin được kính chào quý khán giả, đó là những thông tin chính sẽ có trong bản tin vượt qua đại dịch Covid-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang chiều nay. Cùng với đó là những thông tin mới, nóng về tình hình dịch bệnh Covid-19 liên tục được ban biên tập chương trình cập nhật và gửi đến quý vị. Đến 6 giờ sáng nay ngày 18 tháng 4, Việt Nam không có ca mắc mới. Như vậy, đây là lần đầu tiên tính từ ngày 7 tháng 3, cả nước không có thêm bệnh nhân Covid-19 sau 2 ngày. Số ca nhiễm hiện đang đứng ở con số 268. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 ngày qua, cả nước không ghi nhận ca mắc mới trong vòng 2 ngày liên tục. Thời gian này được đánh dấu kể từ ngày 7 tháng 3, khi Việt Nam bước vào giai đoạn 2 của dịch Covid-19 bằng việc ghi nhận ca mắc số 17. Theo thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, ngày hôm nay 18 tháng 4 đã có thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Đó là bệnh nhân số 97, nam, 34 tuổi, quốc tịch Anh, bệnh nhân 151, nữ, quốc tịch Brazil và bệnh nhân số 207, nam, quốc tịch Brazil. Như vậy, đến thời điểm này tại Việt Nam đã có tổng cộng là 201 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong tổng số 268 trường hợp mắc Covid-19. Tỷ lệ các bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 tại Việt Nam chiếm 75% tổng số các trường hợp mắc bệnh. Và hiện tại chỉ còn 67 trường hợp mắc Covid-19 được điều trị tại các cơ sở y tế. Thưa quý khán giả, vào sáng ngày hôm nay tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ khai trương nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa và ứng dụng Bluezone bảo vệ cộng đồng, phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Thông tin và Truyền thông cùng Bộ Y tế tổ chức. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta hãy cùng coi đây là dấu mốc khởi đầu cho một câu chuyện lớn hơn nhiều, đó là chuyển đổi số trong ngành y tế hướng tới quốc gia số. Theo Thủ tướng, đây là việc khá mới mẻ ở nước ta, đất nước có nhiều núi non hiểm trở xa cách. Thủ tướng đánh giá cao ngành thông tin và truyền thông, ngành y tế đã chủ động cùng phối hợp thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Có thể nói, chưa bao giờ ứng dụng công nghệ mạnh mẽ như vậy. Việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khám chữa bệnh trực tuyến từ xa thì hiệu quả nhân đôi, nhân ba. Đó là đáp ứng được yêu cầu chống dịch, đảm bảo công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giảm lượng giấy tờ. Thủ tướng nhấn mạnh, việc ra mắt ứng dụng hôm nay hết sức có ý nghĩa, kịp thời cung cấp cho người dân thêm một công cụ để tự bảo vệ chính mình cũng là bảo vệ cộng đồng. Đây cũng là xu hướng chung mà nhiều nước, nhiều tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới đang thực hiện trong phòng chống dịch bệnh. Cũng tại sự kiện, ban tổ chức còn giới thiệu ứng dụng Bluezone, giải pháp ứng dụng công nghệ định vị Bluetooth để phát hiện những trường hợp tiếp xúc gần, từ đó cảnh báo cho người dùng có nguy cơ lây nhiễm, góp phần ngăn chặn sự lây lan của virus. Trước đó, tại cuộc họp của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh 3 điểm trong công tác chống dịch hiện nay, đó là phải kiểm soát được dịch bệnh, tiến tới chung sống an toàn, thúc đẩy sự điều chỉnh tích cực của xã hội, luôn bám sát nguyên tắc chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Theo Phó Thủ tướng, vì dịch còn dài nên phải xác định chung sống, nhưng nhất thiết là phải an toàn. Có an toàn mới phát triển được, tuyệt đối không được chủ quan. An toàn đầu tiên là trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Tiếp đến là an toàn trong học tập. Thứ ba là đi lại an toàn. Thứ tư là sản xuất kinh doanh an toàn. Thứ năm là các hoạt động của các cơ quan công quyền an toàn. Và cuối cùng là sinh hoạt vui chơi văn hóa thể thao du lịch. Để kiểm soát được dịch bệnh, để chung sống an toàn, Phó Thủ tướng cho rằng đã và đang có những điều chỉnh thay đổi ở các cấp độ, lĩnh vực đời sống xã hội, từ trong cơ quan đảng, công quyền, ra ngoài xã hội, từ cấp độ toàn xã hội đến tập thể nhỏ, gia đình, cá nhân. Theo đó, dễ thấy nhất là các giải pháp thực hiện chuyển đổi số để tận dụng thời cơ của thời đại số hóa, cuộc cách mạng 4.0. Tại Hà Nội, cơ quan chuyên môn đã rà soát 42 người có liên quan đến phòng tập gym Lucky Star ở huyện Mê Linh. Trong số này thì 40 người được lấy mẫu xét nghiệm, còn 2 người ở huyện Đông Anh cũng đang được liên hệ để xét nghiệm SARS-CoV-2.
Trước đó, Bộ Y tế phát thông báo khẩn số 14 tìm tất cả những người có mặt tại phòng tập gym Lucky Star trong thời gian từ ngày 15 tháng 3 đến ngày 25 tháng 3, đặc biệt vào các khung giờ từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ và từ 15 giờ đến 16 giờ 30 phút. Theo Bộ Y tế, những người từng đến phòng gym này trong khoảng thời gian trên cần liên hệ ngay với cơ quan y tế nơi cần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Nhắn tin tới số 8889, cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình, thực hiện cách ly tại nhà và thực hiện khai báo y tế. Sở Y tế Hà Nội cũng phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội để lấy xác suất xét nghiệm nhanh COVID-19 cho tiểu thương tại chợ đầu mối để đánh giá yếu tố dịch tễ trong cộng đồng. Tại chợ đầu mối Long Biên, một trong năm chợ được tiến hành xét nghiệm nhanh COVID-19, hàng trăm hộ kinh doanh và người lao động tự do từ các vùng miền đã có mặt từ rất sớm để được xét nghiệm nhanh tại khu vực chợ. Theo ghi nhận, Trung tâm Y tế quận Ba Đình đã chuẩn bị 220 mẫu xét nghiệm nhanh COVID-19 thực hiện cho các tiểu thương. Trước khi lấy mẫu xét nghiệm, các tiểu thương được yêu cầu xếp hàng cách nhau 2 mét đúng quy định. Sau đó được người nhân viên y tế đo thân nhiệt để sàng lọc tình trạng sức khỏe ban đầu. Sau khi lấy mẫu xong, các tiểu thương sẽ ra khu vực ngồi chờ kết quả và khoảng từ 10 đến 15 phút sẽ có kết quả và công bố kèm giấy chứng nhận. Tại ổ dịch thuộc thôn Hà Lôi, Mê Linh, Hà Nội, hiện nay đã ghi nhận 13 ca mắc COVID-19. Cơ quan chuyên môn đã tiến hành lấy 13.012 mẫu xét nghiệm, trong đó 13.007 mẫu âm tính, 5 mẫu dương tính. Vì việc xử lý ổ dịch tại Hà Lôi, cơ quan chức năng đã cách ly toàn bộ thôn Hà Lôi kể từ ngày 8 tháng 4 năm 2020, bố trí 12 chốt, 66 tổ giám sát, kiểm soát chặt chẽ người ra vào thôn. Ngoài ra, thành phố Hà Nội tăng cường 15 tổ chống dịch cơ động của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố. Còn liên quan đến bệnh nhân số 268, qua rà soát có 318 người tiếp xúc, 22 mẫu xét nghiệm đợt 1 đều âm tính. Hiện tại, tỉnh Hà Giang đang thực hiện cách ly 3 khu vực, trong đó có phòng khám đa khoa Phố Bảng của huyện Đồng Văn, nơi bệnh nhân đến khám đầu tiên, và bệnh viện đa khoa huyện Đồng Văn, nơi người bệnh đến điều trị và thực hiện cách ly. Với mục tiêu thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang yêu cầu chính quyền các cấp tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Tiếp tục duy trì các trạm kiểm soát người vào tỉnh tại các địa bàn giáp ranh, nhất là từ các tỉnh thành thuộc nhóm có nguy cơ cao và nhóm có nguy cơ. Duy trì các trạm kiểm soát ra vào chợ, khu vực tập trung đông người. Tiếp tục rà soát, yêu cầu thực hiện việc khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh vào Việt Nam đến địa phương hoặc người từ các tỉnh thành có dịch đến địa phương để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa ký ban hành văn bản số 1251 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, toàn tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục cách ly xã hội đến hết ngày 30 tháng 4. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện kiểm tra sức khỏe, khám bệnh từ xa, điều trị, cấp phát thuốc tại nhà đối với những người có bệnh mãn tính không lây nhiễm. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã trình phương án tiếp tục cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố nghỉ học đến hết ngày 3 tháng 5. Về việc dạy học từ xa, một cán bộ của Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tùy vào điều kiện thực tế của mỗi đơn vị như trình độ học sinh, khả năng tiếp thu bài học từ xa, tỷ lệ học sinh tham gia học từ xa, các trường xác định việc dạy và học, việc kiểm tra, đánh giá, đảm bảo học sinh khối 12 có thể hoàn thành chương trình học kỳ 2 năm học 2019-2020. Trước diễn biến của dịch COVID-19, một số địa phương công bố thời gian tuyển sinh vào lớp 10 sang tháng 7 thay vì là tháng 6 như mọi năm. Một số tỉnh Bắc Giang, Thanh Hóa, Hải Phòng cũng giảm môn thi và hướng dẫn ôn tập theo hướng dẫn tinh giản của chương trình mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành trước đó. Một số địa phương như Hà Nam, Hà Tĩnh, Đà Nẵng cũng dời lịch thi sang tháng 7. Thưa quý khán giả, với đặc thù chợ đầu mối nông sản, mỗi đêm chợ đầu mối Hòa Cường của thành phố Đà Nẵng có hàng ngàn người và hàng trăm phương tiện ở các tỉnh thành đến mua bán. Để phòng dịch COVID-19, Ban Quản lý chợ phối hợp cùng với địa phương thành lập các chốt kiểm soát dịch bệnh và các tổ tuần tra lưu động để tuyên truyền đến tiểu thương, người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Đây là tổ tuần tra lưu động kiểm soát dịch COVID-19 tại chợ đầu mối Hòa Cường.
hoạt động từ 2 giờ sáng đến 7 giờ sáng hàng ngày trong khu vực nhà lồng. Nhiệm vụ của các thành viên là giám sát việc chấp hành công tác phòng dịch, yêu cầu mọi người phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn khi mua bán. Với những trường hợp không tuân thủ các biện pháp phòng dịch, lực lượng này sẽ kiên quyết không được mua bán tại đây. Ngoài ra, việc bốc dỡ và vận chuyển hàng hóa tại khu vực bãi tập kết cũng được yêu cầu giãn khoảng cách an toàn. Ban quản lý chợ cũng lập 2 chốt tuần tra giám sát dịch ngay tại cổng ra vào chợ. Tại các chốt kiểm soát này, tất cả tiểu thương và người dân phải thực hiện đủ 3 bước phòng dịch trước khi vào chợ. Chợ đầu mối là nơi mỗi đêm thường tập trung đông người mua bán. Do đó, việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch sẽ góp phần tránh được nguy cơ lây lan virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng. Và đến đây, bản tin vượt qua đại dịch COVID-19 của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 9 giờ sáng ngày mai.